cái này đi. Rồi cái đỏ này nha. Cái này đi. Coi chừng té, coi chừng té. Ok, hello anh em ha, mình là mình đây, mình là Thiện đây. Thì trước mặt anh em là có một chiếc phân khối lớn. Chiếc này chiếc gì ta? Hình như là BMW S1000RR. Mà cái xe này không có biển số luôn. Bô thì nổ rất là to. Bô này hình như là Akamovic. Bô Akamovic. Mà được cái là đội cái nón đẹp, cái nón giống mình nè. Đội cái nón giống mình nè. Cái nón này là nón KIT TT cọt. Mà kiểu cái màu này mới quá ta. Xe gì vậy? Đúng rồi, BMW S1000RR. Coi chừng công an, anh ơi. Coi chừng công an. Anh ơi, khúc trên này có chốt nha. Khúc trên này là có một cái chốt, anh chạy xe này coi chừng nha. Chốt hả? Chốt gì? Chốt quá, chốt công an á. Ở trên này có một cái chốt quá, mình chạy xe này có bị bắt không? Không quan tâm chốt á. Không quan tâm tới chốt luôn. Dạ đất cơ. Em chụp khủng quê nè. Thằng đực nào ta? Anh chụp cái nón khủng quê á. Đực hả? Em chụp. Chật hả? Chật nào? Chật bán nón phượt 4B. Chật bán nón phượt 4B. Trời đất cơ. Rồi biết rồi. Đi đâu đây? Tắp xe vô lời đi. Sao em hả? Xe có giấy tờ gì không em? Có giấy tờ không? Sao xe mà không đi bán số? Biển số xe đâu? Hả? Dạ. Biển số xe đâu? Em hả? Trời đất cơ. Cái biển số xe mắc gì không gắn vô? Ờ, đi vòng phố không sao anh. Trời đất cơ. Cái xe này nguồn gốc như thế nào? Có nguồn gốc rõ ràng không? Ở hải quan chính ngạch anh. Hải quan chính ngạch. Không gắn biển số. Dạ. Rồi chờ xíu em qua liền. Ủa biết hả? Ok luôn. Trời biết anh coi anh quá. Trời đất cao. Anh gái mẫu không? Cái mẫu nón này đẹp quá ta, mới ra hả? À, mới 2018 anh. Bậy ơi. Em này một em mới. Bậy ơi, cái nón này nón đen nhám nè. Cái mày sơn lên đúng không? Không anh. Mẫu là mẫu công ty anh. Nón zin luôn. Ừ, zin luôn. Cái màu nhìn lạ vậy. Lạ không? Cái nón này giống như là kiểu cái nón winter test á. Ở bển còn hàng không? À, mẫu này bên em cũng nhiều lắm. Tặng cái đi. Ai, ủa ai giới thiện mấy cái cũng được. Tặng hả? Ok anh. Thiệt không? Thiệt. Ê, cái này hỏi thiệt nè, thiệt không? Tí nữa về shop em tặng cho anh cái. Bây giờ về liền nè. Ok anh. Xe này nói chung là mình chạy được anh em, nhưng mà chống hơi cực. Chống là được có một bên chưng à. Ê, thì bẻ lái một cái là chắc là mình ụp ngang đường luôn. Ê, thì không? Cái gì? Chống lên. Cái này sỉ nhục phải không? Xe này nói chung là có vô đồ chơi nhiều lắm anh em. Nè, tay côn cũng tay côn đồ chơi nè. Cùm nè. Cái này gì vậy? May hả anh? Ừ. Cái này gắn cho đẹp á. Ủa? Trời đất cơ. Bên đây là tay billet nha anh em. Tay billet. Thì mấy cái đồ chơi của BMW nó cũng như xe nhỏ mình thôi. Gắn tay billet nè. Gạt trống chưa? À, không sao đâu anh. Chê kỳ quá à. Ỷ xe lớn chạy bỏ xe nhỏ. Ủa? Cái này lính anh mà ta, sao nó ở bên đây? Cái này là thằng lính của anh mà bây giờ nó qua đây nó ở luôn rồi hả? Thì em qua đây em bán hàng sáng giờ luôn nè. Còn cái này ai đây? Em hả? Anh lấy xem. Trực ơi, Trực ơi. Sao hả? Ai vậy? Em gái em á. Em gái hả? Em gái em.
Có em gái luôn? Có, em nhiều lắm. Chắc chắn là em gái đúng không? Đúng rồi. Biết bán hàng không? Ờ, em phụ em bán thôi mà. Rồi bây giờ nhờ bạn này tư vấn cho mình đi. Ok anh, em tới tư vấn cho khách em anh nha. À, trời đất ơi, cửa hàng mà chơi kiểu này chắc chết quá à. Anh đi qua đây để mà mua nón á. Ở đây mình có bán nón gì? Em có phun phay 3/4, tất cả loại nón anh muốn gì cũng có. Thường thì em thấy khách bên em xài loại này, loại này với loại này là ok. Loại này là loại gì? KYT. Quá đẹp luôn. Cái nón này là giống cái nón anh hay đội ở nhà nè, mà bây giờ anh thấy có màu mới đúng không? Dạ đúng rồi. Cái màu mới á, anh mua cái màu mới á. Anh quên rồi, quên mất tiêu luôn rồi. Đi ra đây thấy em quên mất tiêu luôn rồi. Để coi coi, ở nhà anh đội màu gì ta? Ủa, ở nhà anh đội màu gì? Sao em biết? Màu đen, đúng rồi. Anh thích màu đen. Cho nên là ở nhà anh đội một cái màu đen. Mà anh thấy màu đen kiểu nó tối quá. Ủa, mà sao cái nón nó bị lỗi rồi? Cái kính màu kỳ vậy? Bình thường anh thấy mấy cái kính nón là nó màu trắng. Còn cái kính này nó bị ố rồi. Nó bị ố rồi. Cái này là tại vì em cầm tay vô thôi. Không nè, cái màu đó nè, nó giống như bị khét vậy. Thấy không? Cái màu này kiểu người ta vậy. Phải không? Ôi, cái màu này là màu bên em kính mới về. Ừ đó. Ngoài cái mẫu này thì mình còn cái mẫu nào mà nó cao cấp hơn không? Còn anh. Đầu. Trên đầu luôn. Đó. Đầu có thấy đâu? Đâu có thấy đâu. Trên đầu nè. Đâu? Anh nhìn lên đây. Cái này đi. Rồi cái đỏ này nha. Cái này đi. Coi chừng té, coi chừng té. Được không? Được không? Phụ cho. Được không? Mẫu này bên em đang giảm 10% luôn. Cái mẫu này giá nó bao nhiêu em? Cái nón này 46 triệu hả? 46 triệu. What? Chắc không? Em giỡn anh á. Lúc nào cũng vậy, cái hàng nó cao cấp hơn thì cái độ bên trong nó sẽ nặng hơn. Cái này mình thấy nó nhẹ hơn anh em. Nếu mà full face KT mà đi xương xương á thì mình nghĩ anh em nên chọn cái này TT cọt. Tại sao? Tại vì cái dòng nón này nó rất là nhẹ và nó rất là gọn, đội vô rất là thoải mái. Thì ở nhà mình cũng đang sử dụng một cái KIT TT cọt màu đen. Hôm nay mình ra đây thì mình kiếm một cái màu khác. Chắc là anh sẽ lựa một cái TT cọt. Còn cái này á, thì cái foam nó bự hơn và nó sẽ nặng hơn. Đâu em cầm thử coi. Cái nào đẹp? Cái bên trái hay cái bên phải đẹp? Tính nói luôn á, cái chính giữa đẹp hơn. Cái chính giữa thì không có bán anh em. Anh em nào mà giỏi á, qua hốt về. Anh em nào giỏi là qua hốt về thôi, chứ không có vụ bán ở đây. Mình không biết có giỏi không, chắc mình hốt không được. Anh mua hẳn 2 cái đi, về mỗi ngày thay đổi màu. Còn mấy cái dòng này cũng đẹp nè. Mấy cái dòng này hôm bữa mình quay rồi nha anh em. Cái này là KIT 3/4, cũng rất là nhiều màu sắc luôn. Thì anh em có thể lựa chọn. Nè chả nè. Đội thử coi. Coi đẹp không? Đội thử ha. Thôi đội giùm cho được không? Được không? Được. Ok bây giờ mình sẽ đội thử cái nón này lên cho bạn này đội thử xem nó có đẹp hay không ha. Vừa không? Xịn vậy, xịn vậy. Quay một vòng. Wow. Kêu xe cấp cứu, kêu xe cấp cứu. Xỉu, 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 xỉu. Xỉu. Rồi, nói chung là mình sẽ lấy cái nón kia đi. Theo mình nữa nha, mình thấy màu trắng đẹp. Màu trắng là cái màu GB nè, thì mình ưng nhất là màu trắng. Ngoài ra là mình có màu leopard. Đây, đây là cái nón leopard ha. Cái nón màu leopard nè, màu tem xe đua á. Nó có đen bóng nữa. Đen bóng thì anh em nào không có thích sự phô trương á thì mình đội đen bóng cho nó hiền. Đây,
đây là con màu đen bóng. Ngoài ra là nó có thêm vài màu nữa, như màu này, màu này, màu này, màu này. Mình á thì cái gu mình lạ lắm, mình kiếm mấy cái nón mà mấy cái màu nó lạ lạ, nó độc độc á để mà chơi, cho nên anh em đừng bắt chước mình. Anh hiểu, tặng anh cái nón nha. Ok. Như nãy em nói tặng anh cái nón. Tặng cái này ha. Dạ. Anh thấy được không? Tặng anh cái khác được không? Rồi cái nón anh thích còn thế nào nữa? Thích kia kìa. Thích kia là thích nào? Thích kia kìa. Thích kia kìa, nhưng mà không được đâu, bỏ đi. Nón được rồi, đòi hỏi cao quá. Rồi, cái nón này có đẹp không? Cái này về nhà mình đổi làm sao? Cái này á hả? Về nhà thì đây, đầu tiên là anh mở cái này, xong khi mà mình đổi á thì cái tay của mình á, mình ém cái mút này để cho nó dễ vào cái đầu. Tại vì nón phay thì thường á, người ta sẽ thiết kế nó hơi ôm vào cái đầu, cái mặt của mình chặt chút. Đúng rồi. Để cho nó khi mà mình đi gió không có bị lúc lắc cái đầu á, sẽ êm hơn. Ừ. Thì trước đó thì em nghĩ là anh nên sắm thêm cho mình một cái bao chùm đầu. Cái bao chùm đầu là cái gì? Đây, cái này là cái bao chùm. À, cái này là cái bao nè. Phải cái bao không? Cái này là được tặng luôn hả? Đúng rồi, được tặng anh. Nếu mà anh em nào mua cái nón này á là có được tặng không? Dạ được anh. Được tặng luôn. Với lại mình có quyền được đổi thì cái kính màu nữa nha anh. À. Ví dụ như mua cái nón đó mình sẽ được đổi vào kính này. Nếu như mà anh em thích. Rồi hiểu rồi. Ví dụ mình mua cái nón này đi mà mình không thích cái kính trắng. Đúng rồi. Mình có quyền đổi kính màu. Đúng rồi anh, không bù tiền luôn. Không bù tiền luôn. Đúng rồi. Mà kính này là kính chính hãng không? Chính hãng anh. Chính hãng luôn, cái hợp lý. Nếu như mua riêng á thì nó sẽ 651. Ừ. Mắc hơn kính trắng thì mua có 400 à. Ừ. Cái màu thì nó sẽ mắc hơn. Rồi. Xem như là giảm anh em 200 ngàn á. Thì cái nón này nếu mà bán á thì giá nó tầm nhiêu em? Dạ cái này là hiện tại là 2.8 triệu. Shop em đang bán là giá gốc là 2.8 triệu. Còn cái này? Còn cái này là 2.6 triệu ạ. Cái này 2.6 triệu. Cái này 2.8 triệu, có nghĩa là cái nào mà có tem á thì nó sẽ mắc hơn. Dạ đúng rồi. Rồi. Bây giờ ví dụ fan anh đi, nói chung là fan hâm mộ của anh đi qua đây mua nón á, có được giảm giá không? Nếu như mà fan của bên anh qua shop em mua, nếu như mà đọc pass của Thiện Red thì tụi em sẽ giảm 200. Rồi, vậy là được giảm 200. Dạ. Nếu mà đọc pass. Thì có đế, đọc pass thì có đế. Thì anh em nào có mua nón bảo hiểm phun phay á thì mình khuyên anh em nên chọn cái mẫu TT cọt. Đảm bảo luôn anh em sẽ thích. Nó rất là nhẹ và nó rất là gọn, cái foam nó rất là nhỏ. Ngoài TT cọt là nó có một loại cao cấp hơn dành cho anh em đi xe, nói chung là cần cái độ an toàn hơn thì mình có thể chọn cái nón NFR, cũng là của KET mà nó là dòng cao cấp hơn. Đó, còn cao cấp hơn nữa thì anh em có thể lựa chọn cái khác nữa. Cái đó mình không biết à, hên xui. Rồi. Tặng em á. Mày làm gì vậy? Nghe em tém tém nước rồi. Trời đất ơi, cái thằng này nhắm mắt lại đi. Ướt hết rồi. Nhắm mắt lại. Nãy giờ em nhìn em kia con quay lại cái nó chảy nữa anh ơi. Rồi, ok. Anh em nào có mua nón mua hiểm thì nhớ qua đây ủng hộ bạn Trực nha. Ở đây là 3/4, mẫu mới mẫu cũ đều có. Anh em qua đây đọc bát Thiện Red thì sẽ được giảm giá. Cái này là cái gì vậy? Dạ, cái áo mưa anh. Áo mưa KIT anh. Áo mưa KIT. Tháng này mưa quá trời. Đúng rồi, vì áo mưa quá trời luôn. Ở đây là có đầy đủ nha anh em, áo mưa nè. Ở đây là có áo khoác luôn. Áo khoác KIT, bao tay, túi, áo. Đây là có mấy cái áo nè. Nón bảo hiểm bình thường vẫn có nha. Như mấy cái nón Roja nè, có luôn. Cứng là luôn, cứng là luôn. Cảm ơn nhiều nha. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Không có chi anh. Ừ. Rồi, gặp anh Thiện là vui lắm rồi. Anh em nào có qua đây mua nón bảo hiểm thì địa chỉ ở đây là bao nhiêu? 128B cách mạng 8 phường 10 quận 3 anh. Nằm ngay dòng xây luôn. Nằm ngay dòng xây cách mạng tháng 8 luôn nha anh em. Nhìn qua là thấy. Cửa hàng tên là Phục B. Ừ.
Rồi, ok. Em qua quận 9 hả? Ờ, cứu bên quận 9 á, giờ chạy về bển. Em cột chết sao? Thôi được rồi ba, cứng lắm rồi. Nãy giờ là cứng lắm rồi. Sợ mưa. Cứng lắm rồi. Đừng cột nữa, cứng lắm rồi. Rồi, ok, bây giờ mình về thôi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video này của mình ha. Nhớ subscribe, like và share nếu thấy hay. Và đừng quên bấm chuông để khi mình có những video mới thì anh em có thể nhìn thấy được. Bây giờ thì bye bye anh em, xin chào và hẹn gặp lại.